Hãng tin Reuters dẫn lời một người dân cho biết, hàng trăm người có thể ra thiệt mạng sau một vụ lỡ đất lớn vào sáng sớm ngày 24 tháng 5 tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Papua New Guinea. Theo lời kể của cư dân Ningaron, hơn 50 ngôi nhà với nhiều người vẫn đang ngủ bên trong bị chôn vùi khi trận lỡ đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Ông Ron cho biết số người chết là gần 300, trong số đó có anh em trai và anh em họ của ông. Ngôi làng gặp lỡ đất nằm ở tỉnh Enga, các thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea khoảng 600 km về phía Bắc. Thủ tướng Papua New Guinea James Marrakech cho biết, trong một tuyên bố, ông vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ, nhưng chính quyền đang nỗ lực ứng phó với thảm họa. Truyền thông khu vực đưa tin vụ lỡ đất ảnh hưởng tới các hoạt động tại mỏ khai thác vàng Pogera do công ty Barrick Gold vận hành. Các nhân chứng cho biết, con số thương vong trên thực tế có thể còn cao hơn. Hiện giới chức địa phương và công ty Barrick Gold chưa có thông tin chính thức về vụ việc.